BRC này. Cái thương hiệu cây cô đo này. Này có tích hợp EQ nè. EQ này có chỉnh tune rồi luôn, đầy đủ luôn. EQ của đàn luôn. EQ của đàn nguyên bản. Đàn này tiếng cũng khá là hay. Đã có EQ rồi. Này không cũng 800 rồi. Cái đà cũng trong là cũng khá là đẹp. Không một vết trầy, có một nhẹ nhẹ. Không ảnh hưởng gì nhiều. Đây, xin cảm ơn mọi người. Cabo, dây, bộ dây, xe cua, phím. Rồi tặng luôn cái dây luôn. Tặng luôn cái dây này luôn. Mình có ship code toàn quốc. Anh em nhận đàn rồi gửi tiền cho bưu điện. Rồi, xin cảm ơn.